Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã vào channel, mình là Carrot đây. Trước mắt các bạn đây là điều hòa không khí được sử dụng trong thang máy của các tòa nhà cao tầng. Hiện tại thì máy đang bị thiếu ga và bạn của mình nhờ mình xử lý giúp. Nhân tiện thì mình cũng có mượn máy đỡ tranh thủ làm video cho các bạn tham khảo thêm. Lát nữa mình sẽ tiến hành mở toàn bộ vỏ của máy ra để các bạn quan sát được vị trí bố trí cấu tạo của các thiết bị bên trong như thế nào. Đồng thời mình cũng sẽ tiến hành cân cáp để các bạn biết được là áp suất cân cáp đối với ga R410A sẽ là bao nhiêu. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ giới thiệu sơ qua vài thông số thực chính của máy để cho các bạn nắm. Ở một nguồn cấp cho máy thì máy sử dụng điện áp dao động từ 220 cho tới 240W, tần số là 50Hz. Khi mà máy chạy ở chế độ làm lạnh thì công suất tiêu thụ điện sẽ là 1480W. Còn khi mà hoạt động ở chế độ sưởi thì công suất tiêu thụ sẽ là 1300W. Tuy nhiên máy này là máy một chiều, không có chức năng sưởi, do đó mà các bạn có thể bỏ ở cái mục này. Còn ở mục năng suất làm lạnh của máy thì máy có năng suất làm lạnh là 3500W, tương đương với 3,5kW. Nếu mà các bạn đổi sang BTU trên giờ thì nó tương đương khoảng 11.700 BTU trên giờ. Khi mà nhiệt độ cấp vào cho máy là 30 độ C và độ ẩm là 80% thì lưu lượng nước ngưng mà máy tạo ra là 60 lít trên ngày. Ở mục ga lạnh sử dụng cho máy thì máy sử dụng ga lạnh R410A, khối lượng cần nạp là 490g. Các bạn chỉ quan tâm các thông số chính như vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tháo phần vỏ của máy để cho các bạn thấy được bên trong các thiết bị sẽ được bố trí như thế nào nhé. Bên dưới là lưới lọc không khí của dạng ngưng hay còn gọi là dạng nóng đó. Còn bên trên là lưới lọc không khí của dạng bì hơi hay còn gọi là dạng lạnh. Cả hai lưới lọc này các bạn có thể tháo rời ra để tiến hành vệ sinh định kỳ như thế này. Đây là bên trong máy sau khi mình tháo bỏ tất cả các vỏ nhựa bên ngoài ra như thế này. Bây giờ các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy được ở đây có hai motor của quạt, một motor của quạt dạng nóng và một motor của quạt dạng lạnh. Motor quạt ở đây là motor quạt AC. Quạt dạng nóng và quạt dạng lạnh trên máy này đều sử dụng quạt ly tâm. Các bạn nhớ cho mình, quạt ly tâm là quạt mà có hướng đi của khối không khí nó vuông góc với trục của động cơ. Còn quạt hướng trục là quạt mà chiều đi của khối không khí nó song song với trục của động cơ. Đây là mặt hiển thị và mặt điều khiển của máy. Trên máy này sử dụng 3 tụ, một tụ của quạt dạng lạnh, một tụ của quạt dạng nóng và một tụ của máy nén. Về phần máy nén của máy thì máy nén được bố trí tại vị trí này. Máy này sử dụng hai tiết liêu để cấp ga cho dạng lạnh. Đây là cảm biến nhiệt độ không khí cấp vào cho dạng lạnh hay còn gọi là cảm biến nhiệt độ phong. Còn đây là cảm biến nhiệt độ của dạng lạnh. Trong trường hợp mà máy bị xì hoặc thiếu ga thì cảm biến sẽ nhận biết báo về cho vi xử lý để tiến hành dừng máy nén và báo lỗi. Khi máy nén hoạt động thì toàn bộ lượng nước ngưng được tạo ra ở phần dàn lạnh sẽ được lưu dẫn xuống ở vị trí phần đáy. Tại vị trí đáy này có lỗ thoát. Lỗ thoát này sẽ dẫn nước ngưng chảy xuống dàn nóng và xuống phần khay chứa bên dưới. Ở phần đáy của khay chứa sẽ có nút xả đáy. Ở phần kế bên của khay chứa nước ngưng chúng ta có công tắc phao. Khi mà nước ngưng đầy thì phao dâng lên kích hoạt công tắc phao. Khi đó bơm ở bên trong này sẽ hoạt động đỡ bơm nước ngưng ra bên ngoài. Vậy là chúng ta vừa mới tìm hiểu hình dáng bên ngoài và cấu tạo bên trong. Các bạn biết được tất cả các thiết bị ở bên trong của máy, cách chúng bố trí như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cân cáp và nạp ga để cho các bạn biết được các thông số sẽ là cái nguồn tài liệu tham khảo sau này. Sau khi tiến hành hàn kết nối van dịch vụ tại vị trí đầu vào của cáp và vị trí đường về của máy nén, bây giờ mình tiến hành cấp nguồn cho máy hoạt động để xem là giá trị áp suất mà chúng ta cần được sẽ là bao nhiêu nhé. Khi máy nén bắt đầu hoạt động thì mình tiến hành khóa van đồng hồ lại để chúng ta đọc giá trị áp suất hiển thị trên đồng hồ sẽ là bao nhiêu. Năm mươi lăm, 60, 65, 70,
giá trị áp suất mà chúng ta đọc được trên đồng hồ là 70 PSI. Giá trị áp suất khi tiến hành cần cáp chúng ta đọc được là 70 PSI. Bây giờ thì mình tiến hành nạp ghe vào cho máy để kiểm tra tất cả những thông số còn lại nhé. Sau khi cho bơm chân không chạy đạt yêu cầu thì tiến hành khóa quanh đồng hồ lại rồi tiến hành tắt bơm chân không. Ở đây mình sẽ nạp ghe theo phương pháp nạp khối lượng. Mình sẽ nạp đúng khối lượng ở chỗ nhà sản xuất ghi đó là 490g. Máy này sử dụng ghe R410E, do đó mà khi tiến hành nạp ghe cho máy thì bắt buộc chúng ta phải nạp ghe ở dạng lỏng. Mình sẽ theo dõi chỉ số trên cân báo về, khi nào mà chỉ số trên cân bằng chỉ số 490g thì tiến hành khổ quanh đồng hồ lại. Sau khi tiến hành nạp ghe cho máy xong, mình dự định sẽ cho máy chạy thử để kiểm tra các thông số làm việc như là dòng làm việc, nhiệt độ, áp suất, cao áp và thấp áp. Tuy nhiên trời mưa khá là lớn, do đó mà mình tiến hành dời vào bên trong. Bây giờ mình sẽ đọc nhanh các thông số làm việc của máy để cho các bạn nắm máy hoạt động ổn định 15 phút. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra các thông số làm việc của máy. Dòng chạy của máy đang báo về là 480 A và áp suất phía bên cao áp đang báo về là 405 PSI, áp suất phía bên thấp áp đang báo về là 140 PSI, nhiệt độ của không khí cấp vào ở dàn lạnh đang là 30 độ C và nhiệt độ gió thổi ra ở dàn lạnh đang là 20 độ C. Như vậy là delta T của chúng ta là 30 trừ cho 20 là bằng 10 độ C. Như vậy là lớn hơn 8 độ đạt yêu cầu. Như vậy là cuối cùng các bạn cũng đã nắm rõ các thông số làm việc của máy, như là dòng làm việc, áp suất phía bên cao áp, áp suất phía bên thấp áp. Mình hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!